này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Yeah.